Anh chị là đường liên tỉnh DT741 anh chị ha. Và bên cạnh này một con đường đất đỏ rất là lớn anh chị nhé. Và bên đây là cái miếng đất có cái diện tích là 1,8 hecta. Nó có hai mặt đường anh chị nhé. Mặt đường DT741 này được 36m và mặt đường đất đỏ bên hông được 211m anh chị nhé. Mặt bên này cũng lên được thổ cư và mặt này cũng được lên được thổ cư. Ở đây thì dân cư rất là đông đúc nhé. Dân cư, nhà xưởng sản xuất, điện ba pha xung quanh luôn anh chị ha. Mình đi một khúc cho anh chị xem trên đất người ta trồng cao su nha anh chị nhá. Trên đất trồng cao su rất là bằng phẳng anh chị ha, hai mặt đường bằng phẳng. 36m mặt đường DT741 cộng thêm 211m mặt đường này, rồi đường trong nó, đường sau nó nở hậu ra, đằng sau nó nở hậu ra nha anh chị ha. 211m là nó chạy hết cái vườn cao su dưới đó đó anh chị nhé. Còn cái quỹ đất bên này này, quỹ đất bên này là khu công nghiệp, vị trí của đất khu công nghiệp cao su vị trí 1 anh chị ha. Đây là vị trí 1 của nó này. Tới đây là cái quỹ này là khu công nghiệp cao su của công ty cao su anh chị ha. Đấy, vườn mít này của nó luôn nhé, vườn mít này của nó luôn. Đây vườn cao su này của nó luôn này. Toàn bộ cao su này 1,8 hecta nha anh chị ha. Nó kéo dài đến cái nhà máy đó đó, từ cái đường đất đỏ này, từ đường đất đỏ này sang đến nhà máy đó, rồi ra ngoài này, ra ngoài DT741 này. Ngoài DT741 này thì nó được là 36m mặt đường như vừa mình chia sẻ anh chị ha. Xã này thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Rất là đẹp, miếng đất khá là đẹp luôn. Anh chị nào cần kiếm một miếng đất ấy, mà hai mặt đường mà mặt nào cũng lên được thổ cư ấy, thì cái miếng này rất là tốt anh chị nhé. Bây giờ mình ra đường nhựa ha. Cái đất này nằm ngay cái cổng chào của cái ấp Thuận Hòa này luôn này. Đây, nằm ngay cổng chào này. Đó, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi này. Đó, ấp này là ấp Thuận Hòa 2 này. Đó, chị ha. Đó, Đồng Phú, Bình Phước này. Giá bán của miếng này là 22 tỷ anh chị ha. Hai mặt đường. Đó, 36m DT, 36m mặt đường DT741. 211m mặt đường đất đỏ bên hông anh chị nhé. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.